ơi, chị muốn nộp học phí cho con chị vừa trúng tuyển trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024-2025, và đây là mã số hồ sơ sinh viên và đây là số tiền học phí mà chị muốn nộp. Chị biên lai nộp tiền và mã số sinh viên của bé. Chị cầm biên lai nộp tiền và phí báo nhập học, liên hệ với trường để làm thủ tục nhập học tiếp theo. Chị xong hết rồi ạ. Em cảm ơn chị.